Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em về một cái combo của hãng Makita. Thì combo này nó có cái túi xách hai pin một sạc và hai máy. Cái combo này, cái túi xách này nó cũng cứng nha anh em. Nó đựng được hai máy này. Những anh em nào mà quan tâm đến Makita, cái túi xách này thì giá 300 ngàn cái túi xách. Anh em quan tâm liên hệ 0962 232 1.0. Và một cái combo như thế này bao gồm có máy XDT 15 này, XFD 11. Rồi sạc này mình 220 luôn. Máy khoan và máy vặn vít. Rồi, trước tiên anh em xem cái túi xách trước. Cái túi xách này là bỏ một cái máy khoan này, máy vít này, hai cục pin và cái sạc ở giữa. Thì cái túi xách này là 300.000. Anh em thì muốn muốn sở hữu cái túi xách thì liên hệ nha. 0962, đây cái túi xách này. Đó, mình đeo luôn. Đeo đi công trường luôn ha. Rồi, nó cứng cáp. Túi xách này túi hai lớp. Rồi combo này là hai máy hai pin một sạc, một túi xách giá 5,8 triệu. Giá này chưa bao gồm phí ship. Cảm ơn anh em. Rồi mình test cho anh em xem. XDT 15 thì nó là có điều chỉnh cấp độ dưới này. Nó sản xuất tại China, hàng Mỹ về, có chứng nhận OL. Tốc độ của nó là 1.300 và cấp 2 của nó là 3.000. Cái này phù hợp rất là gọn nhẹ, thì phù hợp với những anh em mà làm thạch cao, làm quảng cáo, làm nội thất, làm gỗ, làm sách, bánh tôn. Rồi cái Makita XFD 11. Tốc độ của nó là 500 và cấp 2 của nó là 1.700, đầu kẹp Autolock 13. Cái thân máy này cực kỳ gọn nhẹ, phù hợp với những anh em mà làm quảng cáo, làm ở trên cao. Rồi, tất cả là động cơ không chổi than. Và anh em quan tâm liên hệ 0962 232 100. Nguyên combo có túi xách giá 5,8 triệu. Em Tùng cảm ơn anh em.